Chiều qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai đã chủ động làm tốt chức năng tham mưu giúp tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng. Tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác quân sự quốc phòng. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ngành, cán bộ đảng viên và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Kết quả đạt được nổi bật trên các lĩnh vực như công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuyển quân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, công tác đảng, công tác chính trị, thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Trong 6 tháng, toàn tỉnh đã hoàn thành bàn giao hơn 2.900 công dân lên đường nhập ngũ, làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn động viên thường xuyên, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng thời đề nghị 6 tháng cuối năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt và chấp hành nghiêm các chiến lược, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân ủy và Quân khu 7 về công tác quân sự quốc phòng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, bảo đảm tốt công tác hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên đột xuất của lực lượng vũ trang tỉnh, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024.